là vợ thì chị em chúng mình chẳng thể thiếu những lúc nấu ăn tươm tất, dọn ra bàn rồi ngồi chờ chồng về ăn cơm đúng không nào? Nhiều khi ông chồng mà về muộn, đồ ăn nguội ngắt đi, chồng về lại lục đục đi hâm nóng, nghĩ mà cực mà mất công ghê luôn á. Nhưng đó là Lan của trước kia thôi nha. Giờ Lan đã có em lòng bàn cao cấp eo mắc lì rồi nè. Nó tuyệt vời đến mức mà mình tiếc hùi hụi vì không biết em ấy sớm hơn. Mình thích nhất là em này có kích thước nhỏ gọn, không tốn diện tích, không gây cảm giác quá bầy bưởi. Đặc biệt tất cả các thức ăn trước và sau nấu của chị em sẽ được bảo quản một cách toàn diện, an toàn. Trước đây khi mà sử dụng lòng bàn cũ rồi mỗi vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập một cách dễ dàng. Để bảo quản tốt nhất thì chị em chúng mình phải bảo quản trong tủ lạnh, nhưng đồ ăn sẽ không còn ngon nữa đúng không nào? Với lòng bàn cao cấp eo mắc này thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết triệt để, vừa có thể giữ ấm, vừa có thể ngăn chặn vi khuẩn, ruồi muỗi vừa bệnh xâm nhập. Em lòng bàn này thì có 4 tầng với chất liệu nhựa PP và ABS an toàn, không nhiễm chỉ, không chứa chất độc hại nên yên tâm lắm luôn á. Hơn nữa thiết kế hiện đại, cửa chườm 3 dây, khóa chắc chắn, tay cầm chắc chắn, dễ dàng di chuyển mọi nơi an toàn. Em này dễ dàng tháo lắp, không tốn diện tích mà còn dễ cho chị em chùi rửa vệ sinh lòng bàn luôn á. Nói chung phụ nữ hiện đại là cứ phải tối ưu hóa công việc gia đình bằng những sản phẩm thông minh, hiện đại như thế này chị em ạ. Và là quan tâm thì ghé bio của tôi nha. Em mắc đang có chương trình ưu đãi 50% đó, tranh thủ mua liền thôi nào.